mà khá là ok, nó có thể hỗ trợ các bạn hoặc như tên tất cả hệ điều hành Win XP, Win 7, Win 10, Win 11 và cả Win Server. Xin chào tất cả các bạn đã đến bên cạnh mình. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn chia lại các phương vùng ổ cứng trên máy tính của bạn trực tiếp trên hệ điều hành Windows mà không ảnh hưởng đến dữ liệu cũng không ảnh hưởng đến hệ điều hành của các bạn. Bây giờ mình sẽ remote tới một máy tính mà mình vừa cài xong hệ điều hành Windows 11 cho máy tính này, là mình muốn chia lại các phương vùng trên ổ cứng này. Trên máy tính này thì bạn mình đang có 3 phương vùng: ổ C, ổ D và ổ E. Trên ổ C này hiện tại mình đang là cài trên một ổ SSD, ổ là 120GB. Và trên ổ D và ổ E mình hiện tại là một ổ 1TB. Và trên ổ D đang có là khoảng độ xấp xỉ 900GB và trên này là đang có 38GB thôi. Nhiều các trường hợp là bạn muốn chia lại, ví dụ như trên máy tính này các bạn chỉ có một ổ cứng thôi và bạn muốn share thêm một dung lượng cho ổ C này, lấy từ ổ D này cho dung lượng ổ C này. Nếu như các bạn chia trực tiếp trên hệ điều hành của các bạn, nhiều các bạn không biết chia, các bạn bị nối hệ điều hành nối Win, nhiều trường hợp là các bạn sẽ mắc cài lại Win. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn chia lại các phương vùng ổ cứng trực tiếp ở trên hệ điều hành, trực tiếp trên Windows của các bạn mà không ảnh hưởng đến hệ điều hành và cũng không ảnh hưởng đến dữ liệu của các bạn, với là toàn bộ dữ liệu của các bạn vẫn được bảo toàn, hệ điều hành của các bạn vẫn chạy một cách bình thường. Khi các bạn chia lại các phương vùng ổ cứng thì các bạn có thể vào khoảng zip PC này và các bạn ấn Show More, thì bạn ấn vào tab Merit này. Thì trong cái tab Merit này thì có khoảng bằng X Merit của mình là bằng quản lý cái dữ liệu của các bạn, quản lý phương vùng của các bạn, các disk là các ổ cứng của các bạn có thể nhìn thấy ngay đây. Và có hai cái disk là hai cái ổ cứng, một là disk là 120GB, một cái là 1T. Thì trên này các bạn cũng có thể chia lại, các bạn ấn vào sync volume này các bạn cũng chia lại với cái và disk space cần mình này. Ở trên cái hệ điều hành của bạn ấy có giao diện và nó khá là không trực quan, các công cụ nó không hỗ trợ nhiều mà các bạn lý trên này thì khá khó. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái ứng dụng, một cái phần mềm nó khá là hay, nó tính là phần mềm EasyOS Partition Master. Và đây là setup của nó, bộ cài ở đây. Và bộ cài này thì mình sẽ add lên Google Drive của mình và mình sẽ để link ở dưới video này cho các bạn download về. Và bây giờ chúng ta sẽ đi cài luôn ứng dụng này. Bạn ok thôi. Thì cái ứng dụng này nó khá là nhẹ và nó có hai cái bảng, một bảng free hay là bảng mất tiền. Các bạn có thể sử dụng free luôn và các bạn không cần phải bỏ chi phí ra để các bạn mua phần mềm này. Và finish. Như vậy là mình đã cài xong cái ứng dụng này lên trên máy của mình rồi. Thì giao diện của phần mềm ở đây, EasyOS Partition Master, bạn kích vào đây. Hỏi mình có muốn update cái new version không, mình không cần thiết. Ở bản free ấy, nó hỗ trợ các bạn 8TB và ở bản professional thì unlimited, không giới hạn lượng các bạn, thì bạn mua mất 39 đô. Thì các bạn chọn. Ở đây thì mình dùng bản free thôi, không cần phải sử dụng quá nhiều dữ liệu. Thì bạn thấy giao diện phần mềm này nó khá là trực quan cho các bạn sử dụng mà khá là ok, nó có thể hỗ trợ các bạn hầu như trên tất cả hệ điều hành Win XP, Win 7, Win 10, Win 11 và cả Win Server. Nó chạy trực tiếp trên hệ điều hành và nó bảo toàn dữ liệu của các bạn, không mất dữ liệu của các bạn, không làm mới Win của các bạn. X0 này là ổ cứng mà mình đang cài hệ điều hành và X1 này là cái ổ cứng mình chứa liệu. Thì trên này, ví dụ ở trên cái ổ cứng này các bạn đã có dung lượng lớn, ví dụ một ổ 500GB, các bạn hoàn toàn cũng có thể chia lại ổ này được và không hề bị Win. Các bạn có thể kích vào resize new, bạn kéo thanh này hay bạn kéo này kéo lại và bạn ấn đi là xong. Bạn có thể tăng ra dung lượng ở trên chính cái ổ chưa hành của các bạn đó. Chứ với trường hợp này của mình thì mình ổ C, cái ổ ít không hành, ổ C này đang chứa hệ điều hành thì nó ít dung lượng quá, mình không muốn chia lại gì cả. Là mình đang có disk 1, ổ D mình đang có khá nhiều dung lượng, mình muốn xem bớt thêm những ổ E của mình thì bạn chỉ ấn vào resize và bạn kéo này, bạn kéo này, bạn kéo giảm đi. Đấy, ví dụ giảm đi khoảng 600GB, mình ok, chọn vào ổ E và ấn resize và mình kéo lại cái dung lượng này
kéo lên đây, tăng cũng được, chọn ổ e lên, mình ấm ok. Sau khi các bạn đã chia lại phân vùng theo ý các bạn mong muốn thôi, thì các bạn kích vào ổ cứng của các bạn và các bạn ấn đi để kết thúc. Đây là cái quá trình mà đã dùng lại ổ cứng cho các bạn, chia lại ổ cứng cho các bạn rất nhanh chóng. Các bạn ấn finish. Cái partition size đang chuyển từ 863 xuống còn 624 ghi này. Đó, giảm đi, tăng dung lượng của OE lên, ấn finish. Ok, và bây giờ mình sẽ kiểm tra lại dung lượng ổ cứng của mình xem đã thay đổi chưa. Các bạn vào đây, rõ ràng là cái dung lượng ổ D đã giảm đi rồi và OE đã tăng lên, và dữ liệu của các bạn thì hoàn toàn không hề thay đổi, không thay đổi, không mất dữ liệu, bảo toàn có dữ liệu của các bạn. Với hệ điều hành của các bạn có chạy bình thường. Trên cái phần mềm này thì có khá nhiều các ứng dụng khác mà các bạn có thể khai thác sử dụng. Vừa rồi thì mình đã dùng tính năng design move chia sẻ lại cái phân vùng dữ liệu của các bạn, và có rất nhiều các ứng dụng khác các bạn có thể tìm hiểu thêm. Với những cái trường hợp ổ cứng của bạn bị bét, chất lượng kém thì hoàn toàn các bạn có thể vào đây, bạn design, các bạn format, hay bạn làm gì đó, bạn cắt bớt những cái dung lượng ở những phần đầu ổ cứng bị bét đi và bạn cài hệ điều hành cách bình thường. Video hướng dẫn hôm nay của mình thì tạm dừng ở đây. Trong video sau mình hướng dẫn các bạn cách các bạn kiểm tra chất lượng ổ cứng trên máy tính của các bạn. Và nếu các bạn thấy video của mình hay và bổ ích thì các bạn hãy like và subscribe kênh mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.